Xin chào mọi người, hôm nay em khui cái thằng hàng nhỏ này nha. Để nó có mấy cái nhỏ thì chắc là chỉ có ít thôi. Tiện khui cái này em cho lên video luôn. Em test để mà giá các bác luôn nha. Đấy. Nó nằm 7 cái nha. Thì đó. Qua khui thùng to nha. Đây là khui thùng nhỏ. Đấy. Đây là cái món gì để gửi cho mọi người nha. Trong cái bao này có cái gì đó, hàng người ta nó có ít lắm đó, có cái gì thì cứ đưa ra để đó. Đấy, cái đường hồ Sanoa Hotel là AX303TR. Rồi, cái gì đây? Thường cái máy này triệu cái 800 tới triệu tùy loại máy này rồi sản xuất Nhật nha các bác, sản xuất Nhật máy này cỡ sướng sạc thì sản xuất có điện từ 100 đến 240 luôn nha. Đấy. Mấy cái món này nên giảm thì em sẽ xong em sẽ cho test rồi sẽ báo giá mọi người luôn. Cái này hôm nay ngày 8/6 đây là kìm Hiyoki này 3261 này. Đấy. Cái này là full hộp máy dây và hộp như này thì em bán 1,2 triệu nha các bác, 1,2 triệu nha, đây là 1,2 triệu nha. Ui mới chưa? Nhất mới nha các bạn. Đấy, ui mới nhất mới nha. Hiyoki 309 này. Đó, 309 nhất mới nha các bạn. Đấy, đồng hồ kim nha. Nguyên sử dụng này. Đó, nhất mới. Rồi, mấy cái này thì không phải mấy cái này là vào test cái là báo giá cho các bác tối nay được luôn. Đấy. Tối nay được luôn. Nhỏ gì đây? Ui, mấy cái cục pin. Pin của máy cái dầu. Máy cái dầu. Rồi, còn cái thùng này. Thùng này cũng gì đây? Đây có 6 7 món này. Em thêm mấy món là cái thùng kia vào là có khoảng 7 món là đủ cái video luôn. Đấy. Này, này kìm rồi. Em mà kìm rồi, Hiyoki. Đấy. Hiyoki, con này rất đẹp nha. 3100. Đó, con này em thường bán còn đẹp thì em bán 800. Một cơ nhé, khóa kim. Đấy. Máy này rất đẹp nha các bác, nhìn rất mới. Đó. Cái máy này em thấy có mấy người ta bán tầm 1,2 triệu không á. Đó. Máy này rất đẹp nha các bác, có hộp đầy đủ nha. Máy này 800 nha. Rồi, cái này hết rồi các bác, cái này em cho giờ em cho bà em test xong em lên cái video là tối báo giá cái này luôn nha các bác nha. Rồi, xin chào các bác. Xin chào mọi người, đó vừa rồi em có khui cái thùng đồ rồi nha bác, được mấy cái món này. Đấy thì em in ít thì em cũng đăng lên cái video luôn đó. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu cái đồng hồ này nhé. Đấy, đồng hồ này tưởng nó ngon nhưng mà cuối cùng nó lại bị lỗi rồi các bác ạ. Nên em bán thành nhí nhá. Đây này 300k nha các bác.
Đấy, lỗi nhá. Đây này, cái này nó cái kim nó không có về hết kim các bạn. Đấy, mà đo thành ra là nó không có chuẩn. Đó. Nó không có về được hết kim này nha. Đo nó không có chuẩn nên là em bán thanh lý nha các bạn. Thanh lý đây. Ví dụ đây nha các bạn. À, nó lên này. Đó, lên. Nhưng mà nó không có về được hết số 0. Đấy, cái này phải gõ nó mới về. Nó bị giật chắc cái gì đó nha các bạn. Này em không có. Với lại cái đảo cực này, đảo cực nó không có đảo được nha. Đây. Đấy, ví dụ bình thường này đảo này là nó chạy ngược kim, nhưng cái này nó không có đảo được này. Đấy. Nó lỗi nha các bạn, lỗi thành cái đo nó không có chuẩn đâu. Không có chuẩn thành như này em bán thành lý, mà bán thành lý là chỉ có bán cho các bác thợ thôi nha. À, chứ các bác mà dùng gia đình là không dùng được đâu nha. Cái này phải chắc về phải sửa cái gì đó thôi. Đấy. Đây. Đó. Cái này về chắc là phải sửa mới dùng được nha các bác, chứ các bác gia đình dùng gia đình các bác đừng có mua nha. Đấy, em bán thanh lý, giả dụ như các bác thợ mà về mà không có sửa được thì bác lấy linh kiện này này. Đấy, lấy linh kiện. Đó, chứ các bác mà dùng gia đình là mua về là không sửa được là vứt đi uổng nha. Đó, 300 ngàn nha, dây nha. Máy bán thanh lý rồi, nếu các bác không lấy dây trừ đi 100 ngàn nha, là cái máy này còn có 200 ngàn thôi nha. Đấy, cả dây thì là 300 nha, không có dây thì là 200 nha. Đấy, giả dụ các bác chỉ lấy độc cái máy này là 200 thì các bác về các bác không sửa được, các bác lấy linh kiện này, lấy mấy cái này nha. Đấy, còn cả dây thì là 300 nha các bác. Đấy. Cái này bị lỗi là nó vốn to rồi. Đấy. Rồi. Đó. Cái này nó có thang đo X10K đấy, nhưng mà nó bị lỗi nha các bác. Đây. Thang đo X10K này. Thường thường mà cái máy có thang đo lỗi X10K thì em bán nó hơn những cái máy bình thường là 200-300 thì giống này 300 này. Còn máy bình thường lỗi này em bán 100 ngàn để các bác về lấy đồ nhé. Còn cái này cũng về lấy đồ thôi nha các bác, cái này cũng về lấy đồ thôi, tại vì các bác như cái máy này có 200 ngàn thôi, các bác lấy thêm dây thì là 100 ngàn thôi nha. Còn cái máy này có 200 thôi đấy, 200 thôi nha các bác, cả dây là 300 đó. Rồi, cái số 1, cái số 2 là chiếc amber kìm nha các bác. Đấy, cái này còn rất ngon. Amber kìm có Hiuki nha. Hiuki này model này 3100 này. Đấy, cái này rất mới nha. Nó đo điện AC tới 750V nha các bác. Rồi đo điện DC tới 75V này. Đó, nó có đo thang đo ampere tới 300A nha. Đấy, nó có thang đo 6 là 15, 60, đó, 150 này. Đấy. Rồi. Em sẽ còn rất đẹp nha các bác, em sẽ test xong em tháo ra này cho các bác coi nha. Đấy, nó có máy này, dây này dây zin của nó nha. Đấy, giờ hộp. Đấy, hộp da nha. Đấy, hộp da. Cái mã số 2 là 800 nha các bác. Đấy, số 2 800 nha. Rồi, máy dây hộp này. Đó, em sẽ test nhanh, bởi vì giờ nó muộn quá là sợ không kịp. Bây giờ 4 giờ rưỡi rồi. Rồi. 4 rưỡi là sợ không kịp lên video. Đấy, vừa khui đồ xong cái cho vào kiểm tra sơ để test. Đấy, đây em test này cho nhanh nha các bác, cái đồ test đây em có nhưng mà kẹp vào thì nó lệch. Test cho nhanh đây để các bác coi nha, để 6A nha, cái máy của em nó dao động trong khoảng 4A nha. Đó, các bác coi nha. Đó, thấy không, ship 4A nha. Đó, cái máy cái những cái đồng hồ kim này thì thường thường nó đo điện và ampere nó sẽ thấp hơn cái đồng hồ điện tử nha. Đấy, tại vì cái đồng hồ kim này nó đo cái điện cái tải và cái điện thực tế, còn cái này là nó đo cái đỉnh của xung đấy. Đấy, cái bác bảo em vậy đó ha. Thế nha, những cái đồng hồ cơ này nó thường thường nó đo vẫn thấp hơn cái đồng hồ điện tử nha. Đấy, thấy không? Đồng hồ cơ kim này vẫn đo điện hoặc là đo ampere nó cũng đều thấp hơn cái đồng hồ điện tử một xíu. Đó, cái này đo ampere nha. Rồi em test điện nha các bác, test điện là test thông mạch nha. Rồi tí em tháo đây. Này là dây của nó nha, lấy cái dây này cho nhanh, cái dây đa năng của em này. Đấy, cho nhanh nha. Rồi đồ ôm nha, đồ ôm các bác cắm bên này nha. Đấy, đồ ôm các bác. Đồ ôm cắm bên này nha. Rồi để chuyển sang cái thang ôm nha. Đấy, thang ôm. Thì nó ôm nó thông mạch á thì nó lên này thôi đó ha, thấy kim lên nha. Đây đây nha các bạn, đấy lên nha. Đấy là nó ôm nha,
còn loa điện, thì các bác cắm theo bên này nha. Đấy, cắm bên này nha. Rồi chỉnh sang thang điện thang 300 nha. Đấy, rồi đây cắm điện nha. Đấy, test nhanh nhanh để còn lên video cho nó kịp tối nay. Đó các bác chú ý nha, em chỉnh thang điện thang 300 nha. Rồi đó, cắm điện nha. Đấy, 220V nha. Rồi đó, ok nha. Rồi em tháo bên trong cho các bác coi nha. Đấy, máy này rất đẹp nha các bác. Đấy, bên trong này đó, pin vẫn pin zin nữa, em thấy còn pin em cũng không có thay nha các bác. Đấy, các bác coi bên trong nha, trong mạch của nó xanh đét chưa, những cái chân pin cũng còn rất chi đẹp. Đây, rất đẹp nha, nè đó, rất đẹp. Pin mana nha, pin mana zin nữa đây. Rồi đó, cái này mã số 2 nha các bác, số 2 800k nha. Đó, máy và dây zin nha. Đấy, 800 nha. Đấy, hộp rất đẹp luôn. Đấy, hộp rất đẹp. Đấy, 800 mã số 2. Rồi mã số 3 nha các bác. Số 3 là một chiếc đồng hồ điện tử Hiuki này, model 3261 nha. Đấy, 3261 này. Này đo điện là AC này, ampe AC, đo ôm này, đo thông mạch này, đo nhiệt độ này. Đấy. Rồi đó, những cái nút giữ giá trị nha. Đấy, bật ở đây nha. Mấy cái này thì em bán nhiều lắm. Mấy này thì hàng nó về liên tục, nó về rất nhiều. Cho nên là em cũng giới thiệu sơ qua cái này nha các bác. Đấy. Đây, cái này nó gồm có cái này, dây đo zin, như đo zin và một cái đo nhiệt độ. Rồi cái hộp nha, cái hộp. Đấy, thì cái mã này, mã số 3 là 1,2 triệu nha các bác. Đấy, nếu như mà các bác không lấy hộp thì các bác trừ đi 100.000. Không lấy cái đo nhiệt độ các bác trừ đi 100.000. Đó. Đấy, giả dụ các bác đọc mấy máy không. Đó, máy với dây thì là 900.000 nha. Đọc máy và dây là 900. Đấy, tại vì nhiều bác thợ bác không cần cái hộp, là không cần những cái này. Đấy, bác không cần những cái này thì các bác bớt đi thì nó tiết kiệm chi phí. Đó, cứ mỗi cái trừ 100.000 nha các bác. Một hai mỗi cái trừ 100.000. Máy thì bị cầm dây rồi, đó. Còn cái này trừ 100.000 nha, cái này trừ 100.000. Đấy. Nếu lấy cả thì là 1,2 triệu nha các bác. Lấy cả bộ này là 1,2 triệu. Đó, rồi em test nha. Rồi bật này. Đó, để em test ampe trước nha các bác, để bỏ cái ampe cái xứng cho nó rộng chỗ. Đấy, ampe thì các bác gạt sang nút ampe này nha. Rồi, cho cái máy sấy nha. Đấy, máy sấy này. Đó. Đây thì sẵn đây em giới thiệu luôn, nếu như mà các bác nhà các bác có nhiều bác mà mua về mà các bác chưa biết sử dụng ấy, cái đồng hồ ampe mà các bác muốn mua về sử dụng gia đình ấy, thì giả dụ như đây là cái gì dây điện nha, cái dây điện mà các bác cắm vào thiết bị thì các bác kẹp vào một trong hai cái dây này thì nó sẽ lên ampe, chứ còn các bác kẹp cả vào cái này nó sẽ không lên ampe nha. Đó, các bác chỉ kẹp vào một trong hai dây này đó, nó sẽ lên ampe. Đấy, rồi các bác chú ý nha, đây là cái máy sấy của em dao động trong khoảng 4A nha, trên dưới 4A đó. Rồi các bác nhìn nha, em bật này. Đấy, thấy không? Thế còn đây là cái nút là các bác đo được tới tới đâu rồi? Tới 1000 ampe nha. Đấy, trên 10 ampe thì các bác nhả cái này ra, còn dưới 10 ampe thì các bác ấn cái này vào để nó lên cái giá trị chuẩn nhất của cái thiết bị này nha. Đây, thế còn nhả ra thì nó sẽ đo cái ampe cao thì nó sẽ không chuẩn bằng các bác để cái thang ấn cái này, tức là nó đo từ dưới 10A thì nó sẽ rất chuẩn. Còn trên 10A các bác nhả nó ra nha. Đấy, em bật này, nó sẽ lên những cái giá trị nhỏ đằng sau. Đấy. Đấy, thấy không? Nó lên là 4.02. Đấy, nếu tức là các bác ấn cái nút dưới 10 ampe, còn các bác nhả ra thì đây là cái này nó sẽ chuyển sang
cái giá trị này này đó, cái dấu chấm này là nó chuyển sang đây đấy, ấn vào thì nó chuyển sang đây nhá, chuyển đây đó, nó chuyển cái giá trị số thập phân số nhỏ đằng sau cái số đó nha. Đấy rồi, để em bật lại nhá. Đấy, thấy không? Khoảng 4.02 đấy. Nói chung thường thường những cái máy đo điện tử nó sẽ đo cao hơn cái máy kim một chút đấy, tại vì nó đo được cái đỉnh của xung, đỉnh của xung nhá các bác. Rồi bỏ cái máy cháy ra cho nó hết nhiệm vụ, hết âm đe rồi đấy, để cho nó rộng chỗ. Rồi bây giờ em sẽ test thông mạch và test điện nha. Đây cũng cây dây này, cũng lấy cái dây này, dây đa năng rất chuẩn, nội trở rất thấp, nội trở nó rất thấp nhá, dây mềm rất thấp. Đây cái dây này em bán 80.000 này, 80.000 cặp nha các bác. Đấy, dây này rất, dây của Nhật nha. Đấy, dây của Nhật đấy, dây mới của Nhật chứ không phải dây chính hãng nha các bác, dây mới của Nhật. Rồi đây em đo ôm nhá. Đo ôm này các bác cắm một dây đen vào đây đấy, rồi dây đỏ sang bên này đấy, còn đo điện thì các bác giữ yên cái dây đen, các bác chuyển dây đỏ sang bên này nha. Nếu mà các bác để đo ôm mà đo điện thì nó sẽ cháy, nhưng mà nó có cầu chỉ bảo vệ rồi đấy. Nhưng mà nói chung là đấy là cầu chỉ bảo vệ nha. Đây em sẽ đo ôm nha các bác, ôm để bác chuyển sang bên này đấy, ôm này, thấy không? còn gạt xuống nữa là nó sẽ ra đây, độ C độ F thì ấn vào đây đấy, độ C độ F này đó, ôm này đấy, ôm nha. Thì ôm với lại thông mạch thì đây giống như đo thông mạch thôi nha. Đấy, mấy cái đồng hồ này thì nó ôm chủ yếu để đo thông mạch thôi, nó chuẩn thì phải lấy những cái đồng hồ như này này đấy, thấy không? Con này 10 ôm thì nó đo 11 đấy. Nói chung là nó có cái dung sai của nó đấy, 11 nha, nó 0.011 đấy. Rồi thế còn đo điện nha các bác, đo điện các bác rút cái này cắm theo bên này nha. Đấy đo điện, rồi đấy đo điện nha. Đo điện các bác chuyển sang vôn nha. Đấy đo điện chuyển sang vôn. Rồi các bác nhìn này nha. Đấy đo điện này. Rồi đấy soát lại, nhiều khi làm vội nó quên thì soát lại. Rồi ok các bác. Đấy rồi nó sẽ chạy đó, 232 V. Đấy tí em lấy cái đồng hồ này em đo các bác đấy. Điện như em thì nó rất mạnh, nó cứ khoảng 200 mấy rồi tới 230 mấy V, 230 mấy cơ. Đấy ok nha, 232 V đó, thấy không? Rồi điện nha. Thế còn đo đây rút ra, thế còn đo nhiệt độ thì các bác đây cái dây cắm nhiệt độ nhá, này cắm nhiệt độ này, đấy cắm nhiệt độ. Rồi dây đen cắm vào đây, dây đỏ cắm vào đây, đấy chuyển sang nhiệt độ này, đấy ôm này nhiệt độ, đấy nó sẽ báo này, thấy không? Cái nhiệt độ này, đấy này, cái này thừa cắm đấy cũng được, đấy còn không nó chỉ cần cắm hai cái này là nó lên nhiệt độ rồi nhá các bác. Đấy cắm hai cái này nó lên nhiệt độ rồi. Rồi đó chút này đó, 28 độ này. Em đang ở trong phòng máy lạnh quay video đấy, rút này đó. Còn độ F thì ở đây đó, độ C là F nhá. Rồi đấy em sẽ tháo cho bác coi nhá. Đây đấy. Rồi đó, cái này cũng pin zin của nó luôn đấy, pin em thấy nó còn tốt nên em cứ để vậy. Đây em tháo tiếp bên trong kia cho các bác coi nha, coi cái bên trong của nó nha. Đấy mấy cái này dễ thì em tháo được hết. Đấy các bác coi nha, rồi bên trong này đó, thấy chưa, nét nét nha. Đấy mạch của nó nhá, đó thấy không, đó rất chi tiết nha. Rồi cái này em để đây để tí
tí em lắp sau. Đây thì sẵn em lắp cho các bác coi luôn nha. Đấy các bác về lắp, chú ý không dỡ ra nó rơi mất cái này, rơi mất cái này không tìm được đâu. Đấy cái này gạt xuống đây đó, cho vào đấy ha, ok nha. Đấy thử cho nó có được không. Đấy được rồi thì thôi, rồi xoáy vào, xoáy mấy cái vít vào nhựa thì các bác cứ xoáy vừa tay thôi, chứ đừng có xoáy giống như xoáy còn vít vào sắt nhé, cứ xoáy vừa tay thôi. Đấy vừa vừa thôi, tại vì nhựa nó tự nó mút mà. Đấy cầu chì bảo vệ đây nhá. Đấy khi mà các bác đo nhầm điện thì lỗ cầu chì này đấy. Rồi đó, đấy hiệu kỳ nha, đó ra ven nha, nó đây thông số kỹ thuật của nó nha, nó đo điện AC tới 1000V nha, đó đo tần số 100 tới 1000Hz này, ha, đó tần số này, đo tới 1000Hz luôn, ha, rồi những cái giá trị của nó, đây là những cái nút này này, đấy, nha, còn đo độ C, độ F này, rồi, đó giới thiệu nha, đấy các bác. Rồi cái này full bộ như này là 1.200.000 nhé các bác. Các bác không lấy dây nhiệt độ trừ đi 100.000, không lấy hộp trừ đi 100.000 nha. Đấy rồi cho đây. Rồi để em giới thiệu. Rồi tiếp theo là những cái máy máy cạo râu nha các bác. Đấy máy rất xịn sò nha. Máy cạo râu này là máy của Nhật nha. Máy của Nhật, máy của thương hiệu Panasonic nha, sản xuất tại Nhật luôn. Đấy máy này các bác, riêng các bác mà về các bác xài thì em bao cho các bác ngon luôn, các bác xài một lần là các bác không bao giờ muốn dùng đến cái dao cạo nữa. Đấy nhất là gần đến cái mùa hanh ở miền Bắc thì các bác dùng cái này rất giá trị nha. Rồi cái này mã số 4900 nha. Đấy cái này còn rất đẹp nha, máy mới của nó mấy triệu đó. Đó đây sản xuất tại Nhật nha. Đấy sản xuất tại Nhật luôn, đó sản xuất tại Nhật nha, máy sản xuất tại Nhật, còn cục sạc nha, cục sạc thì sản xuất tại Trung Quốc. Đấy nó lại hay cái là sạc sản xuất ở Trung Quốc thì nó mới có cái điện từ 100 cho tới 240V đó, để cho mình dùng ở Việt Nam mình. Đấy, nó lại rất tiện. Đấy còn mà sản xuất ở Nhật thì nó lại điện 100V thôi, nó sản xuất ở Trung Quốc thì nó sẽ có điện từ 100 đến 240V. Nó cũng có cái này sản xuất ở Trung Quốc mà cũng chỉ có điện 100V, em cũng có nhiều cái loại đó. Đấy nhưng mà cái những cái dòng này thì nó lại là điện từ 100 đến 240V, rất tiện. Đấy cắm vào nó này, sạc một lần dùng cả tuần không hết nha các bác. Đấy lâu lắm đây. Đấy, đó này kêu đanh lắm đó. Đây nha, cái lưỡi này, lưỡi thì lưỡi Nhật thì bền quên đi rồi đó. Đấy em về rất nhiều cái máy cạo râu đấy nha. Đấy máy cạo râu về rất nhiều mà em bán rất nhiều đó, đọc quanh quanh khu vực em là người ta mua nhiều lắm. Đấy, có người mua mấy cái tặng anh em bà con đó. Cái này là cái để cắt cái râu dài hoặc là cắt mai hoặc là cắt cái lông của cơ thể đấy. Cái nào mà dài dài lông cơ thể mà dài dài đấy, cắt đi ngắn đi xong rồi mình lấy cái này mình cạo đó, sướng lắm này, cạo sướng lắm các bác này, nó tự lắc này. Đấy cái này khóa không lắc này đó. Đấy này các bác mua em đảm bảo các bác mua dùng một lần là các bác không muốn dùng dao cạo luôn, sướng lắm, bền lắm, hàng của Nhật rất bền nha. Đấy mã số 4900 nha các bác. Đấy bao cho bác ngon luôn. Rồi tiếp theo thì cục sạc thì giống nhau nha các bác. Đấy tiếp theo lại cũng là một chiếc Pana luôn, cái này mã số 5 1.1 nha. Cái này xịn xò hơn cái kia, đời cao hơn, nhiều tính năng hơn. Đấy cái nắp của nó này. Rồi đó đây bỏ cho bác coi bên trong nha. Đấy sáng đẹp nha. Đấy mấy cái này thì về nó cũng sạch sẵn rồi, em chỉ vệ sinh sơ qua rồi. Đấy nhìn ra bên này đó, em chỉ vệ sinh sơ qua thôi. Đấy lưỡi này đó. Rồi cái này đó cũng sản xuất tại Nhật luôn nha. Đấy tại Nhật luôn nha, model ESNT2A. Các bác cứ vào cái này bác search trên mạng ra nha, mấy triệu không á, đắt tiền lắm, máy này rất đắt tiền, đắt được cái lưỡi.
đó đây nha em ăn đấy. Đấy. Đó, báo sạc thì nó báo ở đây đây em sạc nha. Đó đấy sạc này. Sạc báo này. Thấy không? Màn hình điện tử luôn đấy. Đó cái này nó lắc lắc này đấy, nó gật gù này đấy, đa hướng luôn để nó mình đưa vào những cái chỗ khó này, đa hướng luôn đấy. Xịn nó các bác, cái này em dùng riêng các bác, nhưng các bác mà mua về các bác xài một lần này các bác đảm bảo các bác không muốn dùng lại cái dao cạo nữa đấy. Đó, sướng lắm, mạnh lắm này, rất êm nhá, nghe nó do đấy. Còn cái này mà cắt mai nhá, ấn ở đây đấy đấy mà cắt này ha. Đó cắt mai cắt lông cơ thể đấy nha. Chết. Đấy gạt này. Đó ha. Rồi mấy cái này thì giới thiệu sơ vậy thôi. Đó cái này mã số 5,1 triệu nha các bác cứ mua về trải nghiệm thử nhá, em đảm bảo các bác xịn sò là dùng không muốn dùng lại dao cạo luôn đấy. Pin nó bền lắm nha các bác, pin bền cực kỳ bền luôn. Rồi bỏ qua đây đấy, đến hai cái đồng hồ VIP đó, cái đồng hồ VIP của ngày hôm nay này, cái khui thùng nha thì là cái đồng hồ này đấy, khui thùng nha là cái đồng hồ này nha các bác. Thế nhưng mà cái đồng hồ này là cái thùng khác, sẵn tiện em giới thiệu hai cái luôn đấy. Rồi cái giới thiệu cái này trước nha các bác, cái này cũng rất mới nha. Đây cái này hộp của nó đây đây đấy, model 3010, còn cái này là 3009 là mới đến 10 đấy, 9 đến 10 đấy. Giờ em giới thiệu 10 trước rồi mới đến giới thiệu 9 nha. Đấy cái hộp của nó nha, cái này mã số 6 1,4 triệu nha các bác. Đấy rất xịn xò nha. Rồi đó bỏ cái nắp cho đây rồi, để này rồi để em giới thiệu đây dây nha các bác, dây này đó, dây của nó nha. Đấy cái dây này cũng cắm vừa luôn nha. Đấy các bác thích dùng dây này cũng được, mà các bác thích đổi cái loại dây dây cắm thẳng, dây jean nha, dây jean cắm thẳng để em lấy nha. Đây các bác, cái này dây là dây zin của nó, còn cái này cũng là dây zin của Hilki nhưng nó là cái loại thẳng đấy. Còn cái này ngang đó, thì các bác thích dùng cái ngang được, mà thích dùng cái thẳng thì bảo em đổi cho cái thẳng nha, thích cái nào cũng được hết đấy. Thì em sẽ giới thiệu cái này nha các bác. Đâu rồi, cái này giá chưa nhỉ? Mã số 6,4 triệu nhá. Đấy rồi đó các bác coi này, rất đẹp nha. Rồi đấy em quay vòng sơ qua bên ngoài để tí em đo xong em tháo bên trong cho bác coi nhá. Đấy bên ngoài này cho bên này, đấy cho bên nha. Rồi đó đấy, zoom nó nhỏ lại. Rồi đó đây, để em tháo luôn nha. Đấy tháo luôn cho bác coi, xong rồi em test nha. Rồi hai cái này nhìn ở ngoài có vẻ giống nhau nhưng mà trong nó khác nhau nha, tính năng của nó cũng khác nhau nữa. Đó đây cái này thì nó dùng hai cục pin 9V nhá và một cục pin 1,5V. Đấy các bác coi bên trong nha. Đấy bên trong zin nha, zin nguyên á, bao zin luôn. Đấy rất mới nha các bác, rất mới luôn. Đó, đồng hồ này đồng hồ cao cấp, đồng hồ kim cao cấp của Hilki nha. Đấy dòng cao cấp đó. Rồi ở đây tí nữa xong em bỏ hai cái cho các bác coi. Cái này bỏ qua bên. Rồi
Rồi, sẵn em tháo cái này luôn nha, tháo này luôn để tí xong em test luôn thẻ. Cái này thì nó bao gồm này, đấy hộp này, đấy, hộp mới nha, mới lắm, cái này rất mới không em. Này model 3009 này, rất mới này. Cái này mã số 7, 1,5 triệu nhá, 1,5 triệu, xịn trò lắm. Đây, cái này nó hộp này, hướng dẫn này. Đấy, nó nằm trong cái này, cái cùi đồ em ấy, các bác quay cái cùi đồ có thấy. Đó này. Đấy, cái này, đấy, xong rồi rút ra. Đấy, cái bao da của nó này. Đấy, hướng dẫn này. Cái này thì không có hướng dẫn, cái này có. Thế làm kiếm hướng dẫn này, em nhập nhiều thì nó sẽ khó thôi. Cái này em có, em photo ra rồi, còn cái này thì mấy cái về mấy cái mà chưa có cái hướng dẫn. Đây xong em đây nhá, cũng dây của nó nhá, dây zin nhá, dây toàn chưa tháo luôn em nghề. Rồi đấy, để tháo bên trong cho các bác coi hai máy nha, cho nó khác nhau như nào nha. Đây đấy, tí này mà giờ để cho hai bác coi, à cho các bác coi. Đấy, cái này thì nó lại dùng một cục pin 9V, một cục pin 9V và một cục pin 1,5V. Cái form của nó thì nó thiết kế có giống nhau hết, nhưng mà tính năng nó chỉ dùng có một cục pin này thôi, 3009. Đấy này, đấy các bác thấy không, tính năng của nó đó. Này em chụp cái hình làm kỷ niệm nhỉ. Đấy, để đây chụp cái hình như này. Đấy, em chụp cái không có nào bán này, không có bán này, này không có cái mà chụp để mà so sánh. Đấy, các bác thông cảm em chụp cái hình nha. Đấy, chụp cái rồi, ok, cho vào đây. Đó, rồi để em test cái bên này trước, xong rồi tiến test cái này nha, cho qua bên này. Đây, test cái bên này, đấy các bác coi nha. Đây, quay máy cái này xong em test, em xoáy vào em test nha. Rồi đấy, để nó xuống đây cho rõ. Đấy, test điện rồi. Đây em sẽ lấy cái dây của em test nha các bác. Đây, lấy dây của em test cho nó nhanh, dây của nó mới để cho nó zin. Rồi đây, âm dương đấy. Rồi, đo điện luôn nha các bác. Đấy, đo điện AC 300V. Nó đo tới ngàn vôn nha. Nếu mà đo tới ngàn vôn các bác chuyển lên cổng này nhá. Đây. Ngàn vôn chuyển cổng này nha. Đấy. Còn cái này đo ba dưới từ 300V đổ xuống để ở đây. Còn cái này thì cái bên này thì không phải đổi. Rồi, em sẽ đo điện nha các bác. Rồi 300V này. Đấy. Đó. Lên này. Này các bác nhìn đấy nha. 200 này, mỗi một cái là 10V, mỗi cái 5V này. Mỗi vạch 5V nhá. Đấy, hai vạch 10 này. 220, 201 này, 220, 203 này. Đến 230 mấy V, đến đây là 240 này. Đó này nha các bác. Cầm lên. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đó, 250 ở đây này, 240 ở đây, đó 230 mấy V. Ok chưa? Tại vì đồng hồ kim ấy thì là các bác mình phải tính, đồng hồ số điện tử thì nó hiện lên trước mắt mình nhìn rồi mình không phải ấy. Chẳng qua là thế, còn mình chưa quen thôi, còn mình quen mình nhìn cái là mình đã biết nó là vậy rồi. Đó. Rồi. Đo điện AC xong nha. Đo điện DC này, DC thì cho cục pin cho nhích kim thôi. Đấy, nhích kim này. Đó, nhích kim này. Để mình biết nó còn là sống rồi. Đấy. Thấy không?
Đấy, cục pin 3V. Nè. Đó, 1.5 mấy gần 1.6 này. 15 16 đây. Cục pin 10V nhé, 10V này. 10V nó được à quên 9V nha, được 9V mấy gần 10V. Đó. Còn cái này thì là cái đảo cực này. Đấy, đảo này, đấy nó ngược kim nhá. Đấy, ngược kim. Cái đảo cực âm dương thôi. Rồi, em sẽ đo điện trở nhé các bác. Để thang 10 luôn. X10K luôn. Rồi, so kim. Thôi cho 1 từ 1 cho lên cho nó dễ. Rồi, chỉnh về không. Cái này là bộ khung kim chất lượng cao nha các bác. Đấy, kim nó lên rất từ từ và nó về cũng rất từ từ nha. Đấy. Rồi, đó còn là 10 ôm nha các bác. Đấy, 10 ôm này. Đây nha, ôm các bác nhìn ở dưới cái vạch xanh này nha. Em gửi cho nó là ở đây nha. Đấy, đúng 10 nha. Đúng 10, ok nha. Rồi, để X100 này. Rồi, chỉnh kim về không. Con này 2.17 nhé, 2K2 2.17. Thường thường đồng hồ điện tử đo được 2.17. Còn mấy cái này thì mình chỉ xác định là 2K2 thôi. Đó, 20 này, 22, 30 này. Rồi, X1K nhé. Rồi, vào không luôn rồi. Con này 5960 nha. Đấy, 5960 này. Đó, 60 thấy không? Đó, đây, 50 60 này, đấy. Rồi X10K nhá. Rồi, chỉnh kim. Rồi, không nha. Con này thì nó sẽ là số 6, 6 ở đây. Đấy. X10K mà. Đấy. 6. Đấy, số 5 thì cái vạch dài đấy. Đây, số 5 là vạch dài, số 6 này. Số 10 vạch dài này nhé. Rồi, ok. Đầy đủ tính năng hết nha các bác. Tại vì nó chất mới mà. Em bao zin hết cho các bác. Các bác cứ yên tâm. Đấy. Rồi, một chiếc đây. Xoáy gì nhỉ? Rồi, xoáy rồi. Đồng hồ Hiuki nhá, model 3010 nhá. Đấy, máy dây này. Mã số 6 và chữ tư nhé các bác. Tư. Rồi, đó. Trong cái hộp giấy. Rồi, hộp của nó đây. Đấy. 1.4 triệu, mã số 6. Rồi, đến tiếp theo là mã số 7, cũng là cái mã cuối cùng ngày hôm nay. Đấy, cái này thì vừa rồi em tháo cho các bác quay này. Đó, để em lắp lại nhá. Các bác vừa quay rồi đúng không? Đấy, để em lắp lại. Lắp lại nha. Quay lại lần nữa đi. Đấy, các bác quay chi tiết nha. Đó, cái này nó người ta chưa lắp pin nhá, về em mới lắp pin này. Đấy, về em mới lắp pin. Còn cái đồng hồ kia thì là người ta lắp pin rồi, vẫn pin zin của nó. Thì về em vẫn còn thấy còn pin không có thay. Còn cái này người ta chưa lắp. Đấy, cầu chì sơ cua này, hai cái cầu chì sơ cua của hai cái này. Đấy, mạch này. Mạch vàng. Đấy, đẹp không? Ba không khí này, mạch vàng đẹp thế mà. Các bác mua cái này về nó các bác dùng thì gọi là dùng thì nó sướng lắm các bạn. Đấy. Giá nó hơi cao tí tại vì là em mua cái máy này nó rất đẹp nên em mua nó cũng cao. Đó, thành ra là cố để mua về để phục vụ đến các bác chứ đợt này hàng nó mua cũng được ít lắm các bạn ạ. Giờ hàng nó được có ít lắm, nhiều người mua. Rồi, em sẽ đo nha các bác. Đấy, em lại lấy cái dây của em đo. Đây còn dây zin nữa thì cứ để ở đây cho nó zin. Rồi, cái hộp này nó cũng rất đẹp luôn đó. Đây cái hộp này vàng gương, hộp đẹp lắm đấy.
Rồi, để em zoom nó lại nhỏ nhỏ xíu rồi. Đấy, cho các bạn nhìn nha. Đấy, nhìn cho dễ. Rồi, đầu tiên thì quất điện luôn. Đấy, cái này thì nó có thang ngàn luôn nên mình không phải chuyển cổng nha các bác. Đây, không cần chuyển cổng. Đấy. Rồi, 250 nha. Đấy. Rồi. Đó, các bác thấy không? 200 này, 201, 202, 203, 203 mấy vô. Đó, thấy không? 203 mấy nha. 204 ở đây này. Đấy. 250 ở đây. Đó. Rồi, nó điện nhá. Rồi, nó điện DC luôn. Đấy, DC luôn. Nhích này. Nhích này. Nhét kim này. Đấy, lên này 10, đấy 25, 25 này 10 này, đó 9 mấy gần 10V đó ha. Đó, để 10, 10 ở đây này, thang 10. Hôm nay dễ nhìn đó coi, nó to lắm. À đấy, để em lấy đo kích thước nhé. Đo cái này chung với cái 3010 luôn nha. Đây. Cái hộp nha, đo cái hộp của nó thì là 15 cm này. Rồi cái chiều này để zoom nè. Rồi, cái chiều này là 15 cm nha. Còn cái chiều này là 10 18 cm, 19. Rồi còn cái đồng hồ nha các bác, đây đồng hồ này. Để em đo cái đồng hồ này coi. Rồi nó khoảng chừng 11.5 chiều ngang. Còn cái chiều dài này nó khoảng 17 nha các bác. Đấy nó áng chừng vậy thôi. Đó. Để cho các bác biết cái kích thước của nó to lắm nha. Đấy, lại tiếp tục trở lại cái chủ đề đó. Đấy. Rồi 10V rồi. 2.5 này. Đấy, 2.5 này. Rồi combin 1.6, ok nha. Rồi ôm nha các bác. Rồi. Cái thang nó ôm. Ôm này. 25 này. À quên. Không nha. Rồi con này 10 ôm nha. Đấy 10 ôm các bác nhìn thấy không. Đấy, đây nha, 10 ôm ở chỗ này để em so kim đúng nhau có các bác này. Mẫu là đo bằng mồm. Đây nó hơi lệch xíu nha. Rồi các bác theo dõi nha, đúng giờ. Con này mẫu em đo bằng mồm chết luôn. Rồi đo này 10 ôm nha. Đấy các bác nhìn thấy thang số 10 chưa, số xanh đấy. Rồi ok nha, để thang x100 nha, x100 này đó, chỉnh kim là đúng này, đấy đúng nha. Rồi con này 2K2 nè, 2.17 đó, gọi là 2K2 đi. Đấy thấy không, 20 gần tới 20 nha. Đấy qua xíu nha. Rồi x1 nha. Rồi nói chung cái này cái nào nó cũng cứ gần gần đây, mình chỉ chỉnh xíu xíu rồi. Chẳng qua là mình chỉnh để các bác nhìn cho nó chính xác thôi, tuyệt đối thôi, không có. Đây con này 59,7 nhá. Đấy 59 số 10 đó, thấy không? Đấy, 60 thì nó sẽ là cái xanh, còn nó chưa tới 60. Đấy, nó non xíu. Nha. Đấy. Rồi, X10K luôn. Đấy. Rồi chỉnh về không, rồi về không nha. Rồi con này thì nó sẽ là số 6, gần số 6. Đấy, gần số 6 đó, số 5 này, số 6 này. 5 này, 6 này nhé. Đấy, gần số 6. Ok nhá. Rồi. Đầy đủ tính năng hết các bác, mới lắm luôn. Đấy, này, nóng nặng này. Đấy. Rồi cái đây hướng dẫn sử dụng nó nha. 3009 đấy, đầy đủ. Rồi lại lại đấy, cái hộp nó cũng rất mới luôn, cái hộp nó mới lắm. Đấy, mã số 7 mà 1,5 triệu nhé các bác. Các bác nào coi video chốt cái này, chốt cái này cực kỳ nha các bác. Nhưng em khuyên các bác nên chốt cái này rất ngon nha.
giá là tầm 1,5 triệu, nhưng mà các bác được một cái đồng hồ ưng ý, nó mới 99% nha, mới 99,9% luôn đấy. Thế cái này mà các bác mua mới tiền Nhật thì đắt tiền đó các bác đấy. Đồng hồ của những cái đồ Nhật đây là các bác phải mua cái hàng nước thì nó mới rẻ, chứ còn cái hàng mới thì nó còn đắt là 5-7 cái lần cái hàng cũ đó. Nó nằm trong cái hộp như này nè đấy. Rồi cái video khui đồ báo giá của em đến đây hết, thì các bác coi video ưng món nào thì liên hệ với em qua số Zalo, điện thoại em ghim dưới màn hình nha. Rồi cho em xin một like, một đăng ký kênh, mình chia sẻ nha. Rồi cảm ơn các bác, bye bye.